Những năm gần đây, men vi sinh đã được nhiều hộ chăn nuôi lợn sử dụng để bổ sung vào thức ăn cho hiệu quả rõ rệt cả về mặt lợi nhuận cũng như giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhằm mở rộng tiến bộ kỹ thuật này trong các trang trại, hộ chăn nuôi lợn tại Vĩnh Phúc. Từ tháng 8 năm 2014, Trung tâm Giống vật nuôi đã phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Mùa Xuân xây dựng mô hình thử nghiệm chế phẩm sinh học Picmac trong chăn nuôi lợn thịt tại trại thực nghiệm của Trung tâm và tại Hợp tác xã Chăn nuôi Hoàng Long, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc. Để có kết quả nghiên cứu chính xác, cán bộ kỹ thuật đã tiến hành chọn giống, phân lô thử nghiệm đối chứng, tập huấn kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi, cách ghi chép theo dõi mức độ sinh trưởng của đàn vật nuôi. Đến nay, mô hình đã thực hiện được gần 3 tháng, đàn vật nuôi đã sắp xuất chuồng. Theo đánh giá của các hộ tham gia mô hình, việc sử dụng chế phẩm sinh học Picmac đem lại những thay đổi rất tích cực. Theo đánh giá của ông Hoàng Quang Lộc, chủ nhiệm Hợp tác xã Chăn nuôi Hoàng Long, đàn lợn ở lô thử nghiệm, thức ăn có bổ sung chế phẩm sinh học Picmac sinh trưởng nhanh hơn hẳn so với đàn lợn ở lô đối chứng. Cụ thể, khi bắt đầu làm mô hình đàn lợn ở lô đối chứng có trọng lượng trung bình 33 kg một con, lớn hơn 3 kg một con so với lô thử nghiệm. Tuy nhiên, sau 2,5 tháng, đàn lợn nuôi ở lô thử nghiệm đã tăng trọng nhanh hơn, trọng lượng trung bình 93 kg một con, trong khi đàn lợn ở lô đối chứng là 90 kg một con. Ngoài việc tăng trọng nhanh hơn 6 kg, lợn cho ăn bổ sung chế phẩm sinh học còn có ngoại hình đẹp, vuông, vai nở, da hồng, lông mượt nên được thương lái rất thích. Chất thải của vật nuôi cũng không hôi như lợn cho ăn thuần túy, cám nông nghiệp. Từ kết quả mô hình thử nghiệm, gia đình ông đã tự chi tiền mua chế phẩm sinh học Picmac để bổ sung vào khẩu phần ăn của cả đàn lợn trên 200 con lợn thịt trong trang trại và sẽ tuyên truyền để nhân rộng mô hình ra các xã viên cũng như hộ chăn nuôi tại địa phương. Sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi nói chung, chăn nuôi lợn nói riêng đang mang lại hiệu quả kép, đó là nâng cao hiệu quả về kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đây là hai yếu tố quan trọng hàng đầu đối với người chăn nuôi. Được biết, ngoài địa bàn huyện Yên Lạc, hiện nay Trung tâm Giống vật nuôi đang tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Mùa Xuân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, xây dựng mô hình sử dụng chế phẩm sinh học Picmac trong chăn nuôi lợn thịt tại các huyện, thành thị trên địa bàn. Trong 5 ngày, từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 11 năm 2014, tại sân vận động huyện Lập Thạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vĩnh Phúc phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban Nhân dân huyện Lập Thạch tổ chức hội chợ triển lãm nông nghiệp Vĩnh Phúc 2014 với sự tham gia của hơn 100 gian hàng đến từ các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh, các cơ quan đơn vị trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Vĩnh Phúc, các cơ quan doanh nghiệp một số tỉnh lân cận với nhiều mặt hàng đa dạng phong phú về chủng loại, chất lượng tốt, như các giống cây trồng, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra còn có các mặt hàng chế biến nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, các gian hàng thời trang. Hội chợ triển lãm nông nghiệp Vĩnh Phúc 2014 nhằm giới thiệu, quảng bá các nông sản, hàng hóa đặc trưng của từng vùng miền, địa phương trong tỉnh. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp sản xuất chế biến nông sản, vật tư nông nghiệp trong toàn quốc tiếp cận thị trường tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần cung ứng hàng hóa, sản phẩm phục vụ đời sống của nhân dân huyện Lập Thạch nói riêng, tỉnh Vĩnh Phúc nói chung. Hội chợ lần này góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Vĩnh Phúc, cũng như tạo điều kiện cho nhân dân huyện Lập Thạch và các vùng phụ cận trong quá trình phát triển kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng nông thôn mới. Hội chợ cũng đã thu hút hàng nghìn lượt người dân trong vùng tới tham quan mua sắm. Thời gian qua, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Thương mại Phân bón Phú Điền đã triển khai nhiều mô hình phân bón NPK Phú Điền khép kín trên một số loại cây trồng trên đồng đất của tỉnh. Thông qua các mô hình này, vừa góp phần giúp bà con nông dân nắm vững được quy trình phân bón hiệu quả, nâng cao năng suất, lại giúp đem phân bón chính hãng đến tận tay người nông dân, tránh tình trạng hàng nhái, hàng giả. Trong vụ đông xuân này, công ty phối hợp với Hội Nông dân xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo triển khai mô hình trình diễn phân bón NPK Phú Điền khép kín đối với cây su su và ớt. Mô hình được thực hiện với tổng diện tích 1,5 hectare. Kết quả thực hiện mô hình cho thấy, tổng chi phí cho một sào su su và ớt trong mô hình trình diễn thấp hơn nhiều so với đối chứng, nhưng thu hoạch lại cho năng suất cao hơn. Các hộ nông dân tham gia mô hình cho biết, việc sử dụng phân bón NPK Phú Điền khép kín cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với phân bón đơn hiện nay. Cái phân này thì tốt, hiệu quả kinh tế của nó thì cao, giảm được nhiều công lao động. Đấy, tôi chỉ cần bón nó thôi, còn không cần phải tưới gì khác. Đấy, thế nó là giảm được công lao động nhiều rồi. Cây su su thì nó phát triển khỏe mạnh, đẹp hơn so với lại những cái hãng phân khác, rõ rệt. Đây rõ ràng ruộng này với ruộng kia khác nhau. Đấy, anh xem. Đấy.
nó phát triển rất tốt. Việc phối hợp với các ban ngành đoàn thể để tổ chức các mô hình trình diễn giới thiệu kỹ thuật sử dụng phân bón Phú Điền đã được công ty thực hiện từ nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh nhà, góp phần vào công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật trong canh tác, tăng năng suất cây trồng cho bà con nông dân. Trong thời gian tới, công ty tiếp tục triển khai nhiều mô hình cây trồng và phân bón hiệu quả, thực hiện cơ chế phân bón trả chậm cho một số địa phương nhằm giúp bà con nông dân có điều kiện đầu tư chăm sóc cây trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.